Thúy Quyên và Hoàng Trí mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, con sâu làm rầu nồi canh. Từ xưa cho đến nay, câu tục ngữ này lúc nào cũng đúng trong mọi thời đại, nhất là trong thời buổi hiện nay, ngày càng khiến cho lòng tham của một số người lên ngôi, bất chấp mọi quy định của pháp luật, từ đó làm ảnh hưởng xấu đến những điều hay, những chủ trương tốt đẹp của tập thể của nhà nước. Chuyện mà Hoàng Trí vừa nhắc đến có liên quan đến một sự việc không hay xảy ra mới đây ở Hải Phòng. Và câu chuyện này sẽ được chúng tôi chia sẻ, bàn luận trong chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay. Nhưng trước hết, như thường lệ, là phần điểm tin chính. Khởi tố người tự tổ chức đám tang giả cho chính mình. Tại Đắk Lắk, điều tra vụ việc nữ sinh gọi người nhà lên trường đánh bạn. Chuyên mục Nóng trên mặt báo. Căn cước công dân 100.000 đồng, con sâu làm rầu nồi canh. Suối vàng ở Lâm Đồng cạn trơ đáy. Hoàn thành ca phẫu thuật trong lúc bệnh viện cháy lớn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc người phụ nữ ở Sóc Trăng làm đám tang giả cho chính mình mà chương trình đã đưa, thì mới đây Công an huyện Cù Lao Dung đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Tuyến, 56 tuổi, ở ấp Phước Hòa, thị trấn Cù Lao Dung, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại tá Phan Văn Ứng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết bà Tuyến là người tổ chức đám tang giả cho chính mình nhằm mục đích lừa dối chủ nợ, không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Qua điều tra, bà Tuyến khai nhận lý do tổ chức đám tang giả là nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ của nhiều người mà bà Tuyến đã vay tiền. Trước đó, người dân ở huyện Cù Lao Dung luôn bàn tán xôn xao về việc gia đình ông Nguyễn Văn Liệt, 59 tuổi, ở ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, tổ chức đám tang giả cho bà Tuyến, vợ của ông Liệt. Qua tin báo của người dân về việc gia đình tổ chức đám tang cho bà Tuyến có sự bất thường, đặc biệt là để làm rõ nguyên nhân bà Tuyến tử vong trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lực lượng công an huyện Cù Lao Dung kết hợp y tế huyện tiến hành phun thuốc khử trùng nơi đám tang, đồng thời thuyết phục gia đình cho mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi. Sáng 31 tháng 3, khi nắp quan tài được mở ra, nhiều người chứng kiến vô cùng bất ngờ khi không thấy thi thể của bà Tuyến mà chỉ thấy có 3 bao cát và nhiều nhánh gốc hoa huệ trong quan tài. Sau khi kiểm tra quan tài không thấy bà Tuyến, qua vận động thuyết phục, bà Tuyến đã chủ động ra trình diện với công an. Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Quảng Nam. Một chiếc xe ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe máy khiến 2 người chết, 5 người bị thương nặng. Sau đây là cận cảnh hiện trường sau vụ tai nạn thảm khốc này. Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 ngày 9 tháng 4, ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 92A18325 chưa rõ danh tính người điều khiển, lưu thông trên đường DH3 với tốc độ cao. Khi đến xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, ô tô bất ngờ lao thẳng vào một phụ nữ điều khiển xe máy đang lưu thông theo hướng ngược lại. Ô tô hất tung người này lên nắp cabin của một chiếc xe tải đi cùng chiều khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô và bị kéo lê cả chục mét. Tiếp đó, ô tô 7 chỗ tông trực diện vào xe máy do một phụ nữ trú tại xã Đại Minh, huyện Đại Lộc điều khiển khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, ô tô 7 chỗ tông tiếp vào hai xe gắn máy đi đường khiến 5 người đi trên hai xe máy bị thương nặng. Các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ông Lê Trí Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông đã chỉ đạo cho Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc khẩn trương giải quyết vụ việc, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân. Ngày 10 tháng 4, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết là cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc sau khi đánh nhau, học sinh của trường gọi người thân lên đánh bạn. Đoạn clip ghi lại sự việc này đang gây xôn xao trong dư luận. Theo thông tin, vào khoảng 9 tháng 4, hai nhóm nữ sinh của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Rồng Bắc tham gia đánh nhau trong lớp học. Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, nữ sinh tên D, tên đã viết tắt, đã báo sự việc cho chị gái. Sau đó, chị gái của D đã đến trường tìm em V, tên viết tắt, người đã đánh nhau với em gái của mình. Tại đây, chị D đã lao vào đấm đá vào người em V. Sự việc được nhiều học sinh quay lại và đăng lên mạng xã hội. Về vấn đề này, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Rồng Bắc cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã mời công an và những người có liên quan đến làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do em D và V có mâu thuẫn, sau đó đã hẹn nhau giải quyết. Cũng theo trung tâm, khi người nhà của em D đến, bảo vệ nhà trường không cho vào. Tuy nhiên, lợi dụng lúc bảo vệ đi đánh trống, chị gái và anh trẻ của em D đã xông lên lớp. Theo ghi nhận, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nhiều vụ học sinh đánh hội đồng bạn, hẹn nhau hỗn chiến. Thưa
Thưa quý vị, gần đây trên các mặt báo nóng lên một chuyện liên quan đến việc cấp căn cước công dân gắn chip ở Hải Phòng. Thông tin mới nhất mà chúng tôi được biết từ báo Tuổi Trẻ là Ủy ban Nhân dân xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã tạm đình chỉ 15 ngày đối với hai công an viên thu 100.000 làm căn cước công dân gắn chip. Trước đó, người dân xã Tiên Minh có phản ánh về việc đi làm căn cước công dân gắn chip tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tiên Minh phải nộp 100.000 đồng, cao gấp nhiều lần quy định nhưng không có phiếu thu, hóa đơn. Sau đó, người dân đã phản ánh tới công an xã Tiên Minh thì được Đại úy Nguyễn Duy Lộc, trưởng công an xã thừa nhận thu tiền vượt quy định. Ngày 7 tháng 4, Công an thành phố Hải Phòng có thông tin chính thức về vụ việc. Theo đó, ngày 4 tháng 4, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, ông BKH và bà VTT đến làm thủ tục căn cước công dân gắn chip điện tử do bộ phận cấp căn cước công dân gắn chip điện tử lưu động của Công an huyện Tiên Lãng thực hiện. Sau khi cấp xong, bà VTT có đưa cho một cán bộ công an xã bán chuyên trách số tiền 200.000 đồng làm căn cước của hai vợ chồng. Trong đó bao gồm cả lệ phí chuyển đổi chứng minh nhân dân chính số sang thẻ căn cước gắn chip của bà VTT, lệ phí cấp lại căn cước của ông BKH và tiền dịch vụ chuyển phát nhanh. Công an huyện Tiên Lãng đã yêu cầu công an xã bán chuyên trách trả lại tiền thừa cho ông BKH và bà VTT và các trường hợp khác tương tự nếu có. Thưa quý vị, nhà nước đã có quy định rõ ràng về mức lệ phí căn cước công dân. Bộ Tài chính cũng đã có thông tư giảm 50% lệ phí cho người làm căn cước công dân gắn chip trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Cụ thể, thông tư 112 của Bộ Tài chính nêu rõ, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021, lệ phí cấp căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 thông tư 59 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân. Điều này nghĩa là trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, người dân chỉ phải nộp 3 mức phí là 15.000 đồng khi chuyển từ chứng minh nhân dân chính số, 12 số hay căn cước công dân mã vạch sang căn cước công dân gắn chip, nộp 25.000 đồng khi thay đổi thông tin cá nhân sang căn cước mới và chỉ phải nộp 35.000 đồng cấp lại căn cước công dân bị mất. Đơn vị làm căn cước công dân gắn chip không được thu thêm bất kỳ khoản nào, trừ phí chuyển phát nhanh theo nhu cầu. Tất cả khoản thu trên bắt buộc phải có biên lai. Trở lại với câu chuyện ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Như vậy là sau phản ánh, cán bộ thu sai bị đình chỉ công tác, yêu cầu hoàn trả công dân tiền thu làm thủ tục cấp căn cước công dân sai quy định. Công an thành phố Hải Phòng đã khẩn trương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng, công an thành phố và công an huyện Tiên Lãng vào cuộc xác minh xử lý nghiêm. Đây là một phản ứng nhanh nhạy, kịp thời của chính quyền. Thế nhưng, đó có lẽ là chưa đủ, bởi còn rất nhiều phản ánh của người dân tới báo chí về việc họ phải mất hơn khoản tiền theo quy định và không được nhận biên lai. Còn rất nhiều người dân phản ánh là bị ép dùng dịch vụ chuyển phát nhanh ngay cả khi nhà của họ ngay sát cổng nơi cấp đổi căn cước. Pháp luật quy định thu phí lệ phí sai trái quy định phải hoàn trả số tiền đó cho công dân, đồng thời sẽ bị xem xét xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhu cầu làm căn cước công dân hiện tại rất lớn và việc bị thu thêm chỉ vài chục ngàn thường bị cho là quá nhỏ nên cho qua, không đáng phản ánh. Hành vi này không thể xử lý xuê xoa mà phải coi là một tham nhũng vặt cần loại trừ. Nếu không, hành vi tiêu cực này lại tạo thêm một trò móc túi người dân, làm mất niềm tin của người dân đối với các chủ trương của nhà nước. Thưa quý vị, mục tiêu 50 triệu căn cước công dân gắn chip đến giữa năm là một sức ép lớn. Việc miễn giảm 50% phí trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 là một chủ trương lớn của nhà nước, chính phủ hướng đến người dân. Từ câu chuyện ở Tiên Minh, Tiên Lãng phải ra soát trên diện rộng tới cấp xã ở các địa phương để những căn cước công dân 100.000 đồng không trở thành những ghẻ ruồi trong sự ấm ức, khó chịu của người dân. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, hồ Đan Kia Suối Vàng thuộc địa phận huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng là công trình thủy lợi đa mục tiêu. Đây cũng được xem là nơi khơi nguồn của hệ thống sông Đồng Nai chảy qua nhiều tỉnh thành. Nhưng hiện nay mực nước của hồ đang cạn kiệt trầm trọng. Quan sát bằng mắt thường có thể thấy gần một nửa lòng hồ ở phía thượng nguồn đã cạn trơ đáy. Đâu là nguyên nhân của hiện tượng cực đoan này? Hồ Đan Kia Suối Vàng có diện tích lưu vực khoảng 13.000 hectare, độ sâu trung bình 6 mét. Mực nước hiện tại đã giảm gần 2 mét so với tất cả các năm trước. Lượng nước trong hồ giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và nguồn cung nước thô dành cho sản xuất nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Hiện đang là cao điểm mùa khô, lòng đã thu hẹp, chỉ còn là con suối nhỏ, không đủ nước tưới cho các nhà vườn xung quanh. Chỉ nước ở ngoài đó đâu có tưới được, bây giờ nó chứ có...
Còn rảnh mà đi xá góc cái nước cái trâu nó nằm rồi nó lòng suối nước nó chảy bùn nó đưa xuống nó đâu có tưới được lên cái hoa này đâu có tưới được. Hồ Đăng Kia được xây dựng từ năm 1942 với dung tích thiết kế ban đầu là 20 triệu mét khối. Sau thời gian dài sử dụng, đến nay dung tích của hồ chỉ còn 10 triệu mét khối. Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đi kiểm tra thực tế để đánh giá nguyên nhân. Theo nhận định của một số chuyên gia về môi trường, việc nguồn nước hồ đầu nguồn bị khô kiệt ẩn chứa nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó liên quan đến việc sử dụng nước, nguồn nước đổ về hồ bị suy kiệt do tình trạng phá rừng. Thảm thực bì của cái lưu vực, nếu mà nó có rừng tốt, che được che phủ tốt, thì là cái khả năng giữ nước của nó lớn, thì cái nguồn nước nó được lâu dài. Còn nếu mà chuyển đổi sang đất nông nghiệp, và nhất là trồng nhà lưới, nhà kính, thì một là nó tăng những cơ xoáy mòn, hai là nó không giữ được nước. Mới đây, tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu huyện Lạc Dương khẩn trương kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp xâm phạm khu vực hành lang, lòng hồ Đan Kia, Suối Vàng. Trước tình trạng lòng hồ Đan Kia, Suối Vàng đang dần thu hẹp, để bảo vệ khu vực hành lang và lòng hồ, huyện Lạc Dương cũng cần có những biện pháp quyết liệt và cứng rắn ngay từ lúc này. Xử phạt việc dùng loa phóng thanh, thiết bị âm thanh để dẫn dụ chim yến trái quy định. Thưa quý vị, đây là một trong những chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong việc siết chặt quản lý hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức chỉ đạo cho các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn. Trong đó yêu cầu cơ quan chức năng liên quan kiểm tra xử lý nghiêm việc sử dụng loa phóng thanh, thiết bị âm thanh để dẫn dụ chim yến trái quy định của pháp luật, tập trung vào các hộ nuôi yến ở khu đô thị, đông dân cư. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có rất nhiều hộ nuôi chim yến và các hộ nuôi này sử dụng loa phóng thanh công suất lớn để dẫn dụ yến suốt cả ngày lẫn đêm, gây bức xúc trong dân. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, với niềm yêu thích đọc sách và mong muốn nhân rộng không gian đọc cho mọi người, anh Nguyễn Thành Trung, 40 tuổi tại Hà Nội, đã quyết tâm mở thư viện sách tiếng Anh miễn phí, giúp trẻ em và những người yêu sách có nơi để tiếp cận tri thức, tạo thói quen đọc sách mỗi ngày. Mời quý vị cùng khám phá thư viện sách tiếng Anh miễn phí của chàng trai Hà Thành quý vị nhé. Thư viện sách được mở cửa vào 2 ngày, thứ Bảy, Chủ nhật cuối tuần để đón độc giả. Ông chủ của thư viện sách, anh Nguyễn Thành Trung, vui vẻ nói chuyện với những độc giả từ nhỏ đến lớn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đây là thư viện tiếng Anh miễn phí, hiếm hoi đang hoạt động tại Hà Nội. Sau 3-4 tháng chuẩn bị và với sự giúp đỡ của mọi người, đến tháng 1 năm 2020, anh Trung khai trương cơ sở đầu tiên tại phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đến nay, nhà sách có khoảng 1.000 đầu sách tiếng Anh và 1.000 đầu sách tiếng Việt. Đối tượng chủ yếu là các em nhỏ được phụ huynh đưa đến, ngoài ra còn có các bạn sinh viên. Không chỉ tạo nên không gian đọc sách cho các bạn nhỏ, học sinh, sinh viên, mà đến thư viện khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, đó chính là môi trường ngôn ngữ mà thư viện sách đã tạo nên. Mọi người đều dùng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác, và các con nghe các ngôn ngữ khác thì các con cảm thấy rất là thú vị, và không ai giao tiếp với các bạn ấy bằng tiếng Việt. Và mình đấy nghĩ là môi trường mà không phải nơi nào cũng làm được. Bạn sẽ có thể đến rất nhiều nhà sách nhưng thường mọi người vẫn quen là dùng tiếng Việt. Thì bọn mình tạo ra một cái môi trường giống như ở nước ngoài, giống như con đang đến Anh, đến Mỹ hoặc đến Úc, là con đến con sẽ hoàn toàn là không có cái tư duy dịch sang tiếng Việt, mà con sẽ hoàn toàn nói bằng tiếng Anh. Trong không gian nhỏ, những cuốn sách được đặt ngay ngắn, mùi gỗ thông cùng ánh đèn vàng tạo nên không gian đọc sách đầy thư giãn. Những đứa trẻ luôn hiếu động nhưng khi đến đây lại cùng hòa mình vào không gian của kho tàng tri thức, chăm trái đọc và hiểu từng cuốn sách. Thưa quý vị, những ngày này, những ai có dịp đi hai bên đường cặp con rạch Cái Sơn, đoạn từ cầu Cái Sơn 3 đến cầu Cái Sơn 4, nằm trên địa bàn thuộc phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đều cảm thấy xao xuyến trước sắc vàng rực rỡ của hàng trăm cây hoàng hậu đang trổ bông. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng sắc vàng quyến rũ của hoa hoàng hậu. Quý vị nhé! Suốt chiều dài con rạch gần 900 mét, khoảng 200 cây hoàng hậu khoảng 5 tuổi đang khoe sắc vàng rực. Có cây phát triển nhanh với tán rộng khoảng 5 mét. Những chùm hoa một theo cụm, dạng cành rủ xuống đung đưa trong gió và soi mình trong bóng nước, góp phần điểm tô cho diện mạo của rạch Cái Sơn. Sắc vàng của hoa hoàng hậu giúp xua tan tiết trời oi bức của những ngày hè và mang đến cảm giác thư thả yên bình. Mùa hoa bắt đầu vào khoảng tháng 4 và kéo dài đến tháng 7 hàng năm, nên nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để mọi người đi dạo và ngắm hoa. Hoa hoàng hậu còn có tên gọi là muồn hoàng yến, bò cặp vàng, cây xuân muộn, mai nở muộn, Osaka hoa vàng, thuộc dạng thân cũ có chiều cao lên đến 20 mét. Hoa hoàng hậu một theo cụm, dạng cành rủ xuống từ 20 đến 40 cm, quả có hình trụ treo lơ lửng đung đưa trong gió, hạt có chứa chất độc không ăn được.
Những ngày này nếu có dịp đi hai bên đường cặp con rạch Cái Sơn, chắc chắn chúng ta sẽ say đắm nét đẹp của hoa hoàng hậu như lưu luyến bước chân người cùng thưởng thức sắc vàng bình dị nhưng kiêu sang như đúng tên gọi hoàng hậu mỹ miều của nó. Tiếp tục chương trình là phần tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, một nhóm bác sĩ ở thành phố Blagoveshchensk của nước Nga đã thực hiện thành công ca phẫu thuật tim bất chấp một đám cháy lớn đang diễn ra tại bệnh viện. Hành động dũng cảm của họ cũng như nỗ lực dập tắt đám cháy nhanh nhất có thể của lực lượng cứu hỏa đã được chính quyền địa phương cam kết tặng thưởng. Đám cháy xảy ra tại bệnh viện tim mạch Valentin Falatov khiến hầu hết các bác sĩ và bệnh nhân phải ngay lập tức sơ tán. Tuy nhiên, một nhóm gồm có 8 bác sĩ và y tá vẫn can đảm ở lại để thực hiện một ca phẫu thuật. Trong lúc lực lượng cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa dữ dội tại bệnh viện, họ dùng quạt thổi không cho khói lan tới phòng phẫu thuật. Nơi đây cũng được cấp điện bằng đường cáp riêng. Theo lời của trưởng khoa phẫu thuật tim mạch thì họ không có sự lựa chọn nào khác phải cứu bệnh nhân ngay và đã làm tất cả những gì có thể, mặc cho bên ngoài có đám cháy dữ dội. Sau khi kết thúc ca mổ thành công, bệnh nhân nhanh chóng được sơ tán tới nơi khác để tiếp tục điều trị. Cũng tại nước Nga đã xảy ra một sự việc hài hước liên quan đến người bạn bốn chân của con người. Quý vị thân mến, cách nhanh nhất để nổi tiếng trên toàn quốc là gì? Đó chính là giờ spotlight của phóng viên trên chương trình truyền hình trực tiếp. Và một chú chó có tên là Labrador Retriever đã làm điều đó trên sóng truyền hình của nước Nga. Mời quý vị cùng chứng kiến. Câu chuyện dở khóc dở cười này diễn ra khi phóng viên Nadezhda của đài Mir TV đang tường thuật trực tiếp về thời tiết ở đồi Sparrow nước Nga trên bản tin thời sự. Trong khi cô bắt đầu gửi lời chào đến đồng nghiệp ở trường quay, thì đúng lúc này một chú chó Labrador Retriever nhảy lên người Nadezhda khiến cô loạn choạng, không giữ chắc dụng cụ tác nghiệp trên tay. Tranh thủ cơ hội đó, con vật nghịch ngợm cặp lấy chiếc micro và bỏ chạy. Phần sau của bản tin chỉ quay được cảnh nữ phóng viên đuổi theo thủ phạm và kêu lên trong bất lực. Một lát sau, Nadezhda đã giải cứu thành công cho chiếc micro và quay lại với công việc cùng anh bạn bốn chân vừa gây trắc rối. Nữ phóng viên cho biết không có ai bị thương, nhưng chiếc micro đã bị cầm bay phát. Liên tục chương trình chuyên mục cà phê không đường, thận trọng mua đất chờ quy hoạch ven sông. Tài xế ô tô đánh lái cứu mạng hai nữ sinh trong gang tấc. Chuyên mục chuyện ngày mới, mái ấm của người già neo đơn. Quý vị, câu chuyện mà chuyên mục cà phê không đường ngày hôm nay muốn chia sẻ lại liên quan đến mua bán đất đai và lần này là tại Hà Nội. Theo đó, trước thông tin thành phố Hà Nội dự kiến công bố đồ án quy hoạch hai bên sông Hồng, giá đất tại một số quận huyện ven sông đã tăng mạnh. Mặc dù vậy, qua ghi nhận, các giao dịch nhà đất có tính pháp lý cao trên thực tế lại không nhiều. Thay vào đó là các giao dịch tự ý mua bán đất nông nghiệp có chiều hướng gia tăng. Phóng sự phản ánh sau đây sẽ cho thấy thực trạng này, qua đó nhằm đưa ra cảnh báo người dân cần phải thận trọng khi mua đất chờ quy hoạch ven sông. Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, sau khi có thông tin là dùng nằm trong đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, giá đất nền trong các khu dân cư được cho là đã tăng mạnh. Có nơi gần trục đường lớn lên tới cả trăm triệu một mét vuông. Mua hơi bị khó, giá đất lắm, nó lên lắm, khó lắm mà theo tôi nghĩ là chỉ có tinh cỏ đưa lên thôi. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, các giao dịch mua bán tạo suất đất ảo tại đây thời gian qua là chiêu trò của giới đầu cơ và cò đất. Để chúng tôi theo dõi thì phần lớn trong số những người tham gia mua bán ở cái khu vực này thì rất nhiều là những người đầu cơ mang tính chuyên nghiệp, họ cứ tạo ra những cái chợ, cứ tạo ra những sóng, nhưng mà chủ yếu là đầu cơ và cò với nhau thôi. Trong khi giao dịch nhà đất có tính pháp lý cao diễn ra ít, thì việc mua bán đất nông nghiệp, đất bãi gần nơi cấp sổ lại diễn ra nhộn nhịp, đặc biệt là tại các ô đất bãi, nhưng đã được dựng nhà tại một số khu vực ven sông. Ở đây thì bây giờ nó chưa có giấy tờ gì cả. Chỉ còn sau này mình làm với nhà nước thì mình đóng thuế, với nhà nước thì mình mới có sổ đỏ. Để làm chảnh nhau, hôm nay bao nhiêu khách gọi. Các chuyên gia cảnh báo, hiện giá đất ở các khu vực này không phản ánh giá trị và nhu cầu thực tế. Nhất là giá người dân đổ xô đi mua đất bãi, đất ven sông vào lúc này sẽ đối mặt với nhiều rủi ro. Phân khu sông Hồng hiện nay là mới làm, nhưng đang xin ý kiến của Bộ Xây dựng, đang xin ý kiến của các chuyên gia như chúng tôi để góp ý. Khi góp ý xong rồi thì người ta sẽ sửa chữa và công bố, duyệt và công bố quy hoạch hai bên sông Hồng. Công bố xong thì sau đấy còn làm quay chi tiết mà. Đến lúc đấy thì nó mới rõ.
và rõ rồi thì quy hoạch chi tiết mới làm, mà quy hoạch chi tiết mới làm thì dự án người ta mới vào cuộc. Tôi cho rằng là tất cả những người mà mong muốn đầu tư vào bất động sản để kiếm lời thì cũng cần rất là cảnh giác với câu chuyện thứ nhất là pháp luật, thứ hai là quy hoạch. Hiện các quận huyện cũng chưa điều tra, khảo sát tình trạng đất khu vực quy hoạch sông Hồng, nên người dân cần thận trọng, tránh tâm lý đầu cơ theo đám đông. Ngoài ra, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh ngăn chặn việc mua bán, tự ý xây dựng tại các ổ đất nông nghiệp ven sông nhằm tránh những hệ lụy không đáng có. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình vừa cập nhật. Ngày 10 tháng 4, lực lượng chức năng cảnh sát giao thông Phú Lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra vụ 5 xe tông liên hoàn trên quốc lộ 1A. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khi dòng xe chạy trên quốc lộ 1A hướng từ quận 12 về huyện Bình Chánh, đến khu vực gần cầu vượt Cò Mây thì một phương tiện lưu thông phía trước phanh gấp. Lúc này, 3 xe ô tô cùng một chiếc xe tải và xe khách dựng nằm di chuyển liền kề phía sau không kịp xử lý, tông liên tiếp trên đường. Vụ tai nạn liên hoàn làm 5 xe đều hư hỏng, trong đó có một xe ô tô hư hỏng nặng do bị kẹp giữa các phương tiện, bể kính chắn gió. Nhiều người thoát nạn nhưng bị một phen hoảng loạn, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Hơn 8 giờ sáng cùng ngày, hiện trường tai nạn mới được giải quyết xong, giao thông dần ổn định trở lại. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc xe cẩu và một chiếc xe ô tô 7 chỗ đã bị hư hại nghiêm trọng sau vụ va chạm giao thông xảy ra vào rạng sáng ngày 10 tháng 4 tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu giao với bà huyện Thành Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, xe cẩu chạy tốc độ cao theo hướng đường bà huyện Thành Quan. Khi tới ngã tư, xe cẩu va chạm với xe ô tô 7 chỗ chạy theo hướng Nguyễn Đình Chiểu. Lúc vụ tai nạn xảy ra, trên xe cần cẩu có 2 người, trên xe ô tô 7 chỗ có 4 người. Tất cả người trên 2 xe đều không bị thương sau vụ tai nạn. Ghi nhận tại hiện trường, vụ va chạm đã làm cho xe cần cẩu lật ra đường, phần đầu xe bị biến dạng nghiêm trọng, xe 7 chỗ bị hư hỏng phần cửa sau. Vụ tai nạn cũng đồng thời làm hư hại đường và gãy đổ biển tên đường. Thưa quý vị, phát hiện thấy hai nữ sinh ngã xuống đường sau va chạm, tài xế ô tô 16 chỗ đã lập tức đánh lái sang bên trái để tránh tai nạn thảm khốc xảy ra. Sự việc xảy ra vào lúc 16h45 phút ngày 9 tháng 4 tại địa phận xã Hồng Ân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Hình ảnh ghi lại được cho thấy khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, hai nữ sinh bất ngờ bị một tài xế mở cửa ô tô va trúng. Cú va chạm xảy ra khiến hai nữ sinh văng xuống đường. Cùng lúc này, một chiếc ô tô 16 chỗ đang chạy cùng chiều đi tới. Phát hiện ra sự việc, tài xế đã lập tức đánh lái sang trái và tránh được tai nạn đáng tiếc xảy ra. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera giám sát ghi lại. Hiện chưa rõ tình hình sức khỏe của các nạn nhân, nhưng ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm chú ý từ phía cộng đồng mạng. Hầu hết ý kiến bình luận đều cho rằng tài xế đã quá bất cẩn, không chú ý quan sát trước khi mở cửa xe. Thưa quý vị, những năm chiến tranh, trong một lần tản cư, từng được một cụ bà cứu mạng, ba mẹ con. Cụ bà Lê Thị Kim Nhung hiện đã 76 tuổi, được mẹ dặn phải cứu giúp người già để trả nợ đời. Nghe lời mẹ, gần 20 năm qua, bà Nhung hay được mọi người gọi với cái tên thân thương là bà Sáu ở thành phố Thủ Đức đã dùng chính tiền của mình để xây nhà, cưu mang, chăm sóc những cụ già cơ nhỡ. Và mái nhà nhỏ của bà Sáu cũng là mái ấm yêu thương, nơi nương tựa của những vận đời bất hạnh. Câu chuyện về người phụ nữ 20 năm nuôi dưỡng những cụ già cơ nhỡ cũng là nội dung đầy ý nghĩa mà chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay sẽ được gửi đến quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Đi chạy qua bên cái mơn đi tăng cư á, chắc giả mà. Rồi đi thì lạc với một cái cụ lao. Cúp. Cái bàn dân ở đó là cúp hết. Thì má tôi không biết là ổ cướp có gì hết. Thì má tôi đang ở dưới ghe thì bà cụ bà mắt lên. Biểu con nên xuống ghe lấy hết, tôi trang gói lại cái gì đó, đem ra xa gửi niêm phong. Thì má tôi nghe lời má tôi đi. Thì bà không cho tôi xuống ghe, bà nói cô về đó có thể là bị giết chết hoặc là bị hãm hiếp rồi nữa. Thì nên theo tôi về nhà tôi ở. Rồi má tôi cũng đi theo. Rồi về nhà bà thì chỉ là một cái chõng, có một cái chõng tre. Ba mẹ con tôi ở nằm cái chõng đó. Bà nhất định bà không có lên nằm, bà nằm vậy đó. Thì chừng đó bà già nghĩa là hết sức là thấy mình có đại phước á.
Tự nhiên mà người ta giúp mình như vậy chứ không thôi đâu có biết gì đâu mình đạt. Coi như tôi ổn định rồi thì bây giờ tôi nên làm cái gì để giúp mấy người già. Đó, tôi suy nghĩ hoài, tôi thấy má tôi nói là cái này là một cái mà kêu bằng con làm bao nhiêu cũng chưa chắc gì đã đền ơn nổi. Thì các bà có mặt ở trong này, mỗi bà là một hoàn cảnh. Bà thì chồng bỏ, bà thì chồng chết ha, bà thì con bỏ, bà thì bệnh hoạn, nó đủ thứ chuyện trên đời hết. Tôi có khi buồn muốn chết. Buồn muốn chết làm sao? Người thân của tôi chết hết rồi. Dạ. Tôi ở 11 năm, 12 năm. 16 rồi, 16 rất tử tế lắm. Thương chứ, tôi thương bà lắm nè. Người thì không chồng không con, người thì người thân không còn, bị con cái bỏ rơi, người thì mắc bệnh nặng. Mỗi cuộc đời một câu chuyện riêng. Thế nhưng vào những năm tháng cuối đời, họ đã tìm được sự an ủi, niềm vui, sự chăm sóc yêu thương từ mái ấm do bà Nhung xây dựng. Vui là có cái là không những người thân của cô Sáu chăm sóc, mà những có khi bà hàng xóm cũng chăm sóc. Có người nói chuyện còn hơn không có ai nói chuyện với mình. Họ nuôi rồi họ chăm sóc rồi họ giúp đỡ, xong khi đau bệnh này kia thì đây là số 1. Nhắn vậy đó, dọn dẹp xuống nhà, xuống cửa, rác lên đổ để cho nội đổ. Rồi chị em xuống nhau ăn sáng. Còn có mẹ họ xoáy lại, có phụ không thì nấu có món ăn sáng. Có bữa thì xấu chứ đổi bữa thì chỉ ăn bánh mì thịt. Tôi suy nghĩ hoài, tôi thấy má tôi nói là cái này là một cái mà kêu bằng con làm bao nhiêu cũng chưa chắc gì đã đền ơn nổi. Người ta cứu mạng mẹ, con mình, ba người thì con nghĩ đi. Rồi thôi, rồi tới hồi bà già mất thì tôi nhớ tới cái chuyện này. Tôi nói thôi giờ kể nữa mình cắt cái nhà cho mấy bà già vô ở. Hai căn nhà khoảng 100m2 và 50m2 được dành riêng cho việc nuôi người già của bà Nhung, được bày trí đơn giản, gọn gàng với 5 chiếc giường đơn, có khu bếp, 3 nhà vệ sinh, tủ lạnh, tivi đầy đủ. Trước kia có thời gian căn phòng này được kê 10 giường, nhưng khi số người ở giảm, bà Nhung thu dọn lại bớt để các cụ có không gian rộng rãi sinh hoạt. Hiện bà Nhung đang nuôi 6 cụ, trong đó có một cụ đang ở bệnh viện, một cụ ở nhà trọ, 4 cụ ở nhà của bà. Cứ như thế, họ chăm sóc nhau, đùm bọc lẫn nhau qua ngày. Gần 20 năm nuôi người già, đôi khi bà Nhung cũng gặp phải những trường hợp không thực sự khổ như họ kể. Thậm chí, dù già cả lẫm cẩm, nhưng họ còn là chỗ dựa lưng của con trẻ. Nhưng nếu ai đến, bà đều nhận nuôi, chăm sóc như người trong nhà. Mái ấm này đối với họ như một gia đình thật sự. Những suy tư, bệnh tật, tuổi già, những khó khăn vẫn còn đó. Nhưng với tình yêu thương họ dành cho nhau dù ít thể hiện, các cụ sẽ luôn lạc quan, hướng về cuộc sống tốt đẹp. Thưa quý vị, vào những năm tháng cuối đời, những người già nơi đây đã tìm được sự an ủi, niềm vui, sự chăm sóc yêu thương từ mái ấm do bà Nhung xây dựng. Câu chuyện đầy ý nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Thúy Quyên và Hoàng Trí xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.